Thưa quý vị, Việt Nam là một trong những quốc gia có tiềm năng lớn để phát triển du lịch bởi những thuận lợi về vị trí địa lý, khí hậu và điều kiện tự nhiên tạo nên cảnh quan hùng vĩ. Việt Nam cũng có nhiều điểm đến hấp dẫn cùng những di sản thiên nhiên và văn hóa được UNESCO công nhận và xếp hạng. Đây chính là những vốn quý để thu hút và hấp dẫn khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế. Tuy nhiên thì ngành công nghiệp không khói của nước ta vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức bởi sự cạnh tranh của các quốc gia khác và cả những rào cản chưa được giải quyết. Vậy rào cản đó là gì và làm thế nào để du lịch Việt Nam trở nên thu hút và hấp dẫn hơn trong mắt du khách quốc tế? Phóng sự sau đây sẽ phần nào giải đáp được vấn đề này. Từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, Việt Nam đã chính thức mở cửa hoàn toàn cho du lịch quốc tế và nội địa. Việc mở cửa du lịch sớm là quyết định đúng đắn, kịp thời để ngành du lịch Việt Nam sớm phục hồi. Năm 2022, lượng khách du lịch nội địa đạt 101 triệu lượt, tăng hơn gấp rưỡi so với mục tiêu đặt ra là 60 triệu lượt khách. Dù được Tổ chức Du lịch Thế giới đánh giá là quốc gia có chính sách mở cửa cởi mở nhất thế giới, nhưng năm 2022, Việt Nam mới chỉ đón được 3,5 triệu lượt khách quốc tế, trong khi chỉ tiêu đặt ra là 5 triệu lượt khách. Theo các doanh nghiệp lữ hành, nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng này nằm ở vấn đề thị thực. Cái rào cản lớn nhất ở đây chính là cái chính sách visa. Thì chúng ta chỉ nhìn bên cạnh quốc gia bên cạnh chúng ta như Thái Lan, như Singapore, thì chúng ta thấy rằng ví dụ như Thái Lan mở cửa sau Việt Nam chúng ta, nhưng năm ngoái đã đón gần 30 triệu lượt. Rồi sau đấy đến Singapore, rồi đến Malaysia. Cái chính sách visa người ta miễn lên đến gần 200 các quốc gia. Có nghĩa rằng là chính sách nó thông thoáng mở cửa và không phải làm gì. Trong khi đó hiện nay Việt Nam chúng ta mới đang áp dụng đâu đó là đơn phương cộng song phương mới đâu đó khoảng 20 quốc gia. Thì con số đấy nó quá ít rồi. Thực ra những cái khách quốc tế mà ở những cái quốc gia có thu nhập cao như châu Âu và một số nước, khi người ta đã sang Việt Nam thì thậm chí người ta phải đi không phải 15 ngày mà thậm chí đi đến 20 ngày, rồi liên quan đến rồi có thể đi cả tháng. Chính sách visa của Việt Nam cũng được các du khách nhắc tới khá nhiều. Đây được đánh giá là điểm yếu của Việt Nam khiến du lịch mất đi nguồn thu với khách quốc tế. Hiện nay, thời gian miễn thị thực phổ biến nhất của Việt Nam là 15 ngày, ngắn hơn nhiều so với các nước trong khu vực ASEAN, thường là từ 30 đến 45 ngày trở lên. Thậm chí, một số nước đã tăng thời hạn miễn thị thực lên 90 ngày để thu hút khách quốc tế. Bên cạnh đó, Việt Nam mới chỉ miễn thị thực cho 24 quốc gia theo hình thức đơn phương và song phương. Thị thực điện tử cấp cho 80 quốc gia nhưng bị giới hạn số cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh. Trong khi một số nước như Malaysia, Singapore miễn thị thực cho 162 quốc gia, Thái Lan là 65 quốc gia. Như vậy, chính sách visa của Việt Nam đang có những bất lợi. Nếu chúng ta không điều chỉnh kịp thời, linh hoạt thì sẽ bị đuối sức trong cuộc cạnh tranh về du lịch với các quốc gia láng giềng. Chính sách visa thì tại thời điểm này và đặc biệt là đặt trong các cái cạnh tranh với các cái thị trường khác trong khu vực thì cũng là một cái vấn đề quan trọng. Tuy nhiên để cùng với chính sách visa thì chúng ta cũng sẽ phải giải quyết thêm cả các cái hệ thống khác nữa, cả từ các cái chính sách về thu hút đầu tư, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là cả vấn đề tuyên truyền quảng bá hỗ trợ doanh nghiệp trong việc mà xúc tiến các sản phẩm trong nước và quốc tế. Đồng thời với đó thì cũng đã tập trung tạo ra các cái sản phẩm mới và hy vọng là các cái sản phẩm của chúng ta thực sự là thu hút với du khách, không chỉ là các cái điểm đến được nâng cao chất lượng, tăng các cái trải nghiệm tại các điểm đến, mà các cái giá trị di sản văn hóa, các giá trị về ẩm thực và các cái thuận lợi trong triển khai các tour tuyến. Rõ ràng, việc giải quyết được những nút thắt về chính sách visa sẽ góp phần đóng góp rất lớn vào việc thay đổi diện mạo của du lịch Việt Nam. Bên cạnh đó, việc chú trọng phát triển du lịch theo hướng xây dựng sản phẩm đặc sắc gắn với dịch vụ chuyên nghiệp, thủ tục thuận tiện, giá cả cạnh tranh, điểm đến an toàn, thân thiện sẽ góp phần tạo dấu ấn sâu đậm trong mắt du khách quốc tế, hướng đến sự phát triển bền vững. Vâng. Visa chỉ là một rào cản trong số những vấn đề mà du lịch Việt Nam phải đối mặt để có thể thu hút và giữ chân du khách quốc tế trong tình hình mới. Vì thế mà năm 2023 vẫn được dự báo là năm nhiều khó khăn, thách thức hơn cho nền kinh tế nói chung và du lịch nói riêng. Dù vậy thì với quyết tâm vượt khó, ngành du lịch vẫn đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt du khách quốc tế, 102 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch khoảng là 650.000 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này thì chính phủ sẽ cùng đồng hành từng bước gỡ khó cho ngành, đưa du lịch khởi sắc trở lại từ nay đến cuối năm.
Đưa ra các giải pháp phát triển du lịch trong tình hình mới, Chính phủ khẳng định cần phát triển du lịch gắn với công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí. Du lịch không thể phát triển một mình. Du lịch không thể phát triển mạnh nếu công nghiệp văn hóa không phát triển mạnh, bền vững. Các bộ, ngành, doanh nghiệp, hiệp hội, người dân phải chung tay phát triển du lịch, tìm ra hướng đi phù hợp trên cơ sở điều kiện, hoàn cảnh đặc thù của đất nước một cách linh hoạt. Trong đó trọng tâm là cơ cấu lại thị trường du lịch, thúc đẩy liên kết giữa ngành du lịch với các ngành khác trong chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam gắn với phát triển xanh, bền vững. Chính phủ dự kiến ban hành một nghị quyết để tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch như đã làm với bất động sản, đồng thời triển khai các công việc thuộc thẩm quyền. Nếu vượt thẩm quyền thì đề xuất báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Hy vọng là với sự vào cuộc và đồng hành của chính phủ thì ngành du lịch Việt Nam sẽ có bước phát triển mạnh hơn trong năm nay. Còn bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý khác. Sau quyết định giảm các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng thương mại đã nhanh chóng thay đổi biểu lãi suất. Điều này thì được kỳ vọng sẽ giúp nhu cầu vay vốn khởi sắc trở lại trong thời gian tới. Cụ thể đi đầu là 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước là Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV đã giảm thêm 0,2% trên năm với kỳ hạn là 12 tháng. Ngay cả các ngân hàng thương mại nhỏ hơn như Ngân hàng Việt Á, NCB, Bản Việt thường có mức lãi suất cao, cũng đã giảm lãi tiền gửi từ 0,1 đến 0,6% trên năm tùy kỳ hạn. Khi mặt bằng lãi suất được kéo dần xuống thì lãi suất cho vay sẽ hạ theo. Như vậy sẽ đạt được mục đích để phục hồi kinh tế, kích thích nhu cầu vay vốn khởi sắc trở lại. Giảm lãi suất huy động được xem là cơ sở quan trọng để các ngân hàng thương mại có thể giảm chi phí, hướng tới giảm lãi suất cho vay. Thực tế các chương trình ưu đãi vốn vay được các ngân hàng thương mại triển khai có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân doanh nghiệp sớm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là ở các lĩnh vực ưu tiên như xuất nhập khẩu, nông nghiệp, nông thôn. Với hệ số điều chỉnh giá đất, hệ số K đã công bố áp dụng từ ngày 18 tháng 3 năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng giúp quá trình giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn trở nên thuận lợi hơn. Theo đó, mức điều chỉnh cao nhất với đất ở là gấp 25 lần, còn với đất nông nghiệp là gấp 38 lần so với bảng giá đất nhà nước ban hành. Việc điều chỉnh hệ số K được cho là có lợi cho người dân có đất bị thu hồi, phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế xã hội. Công tác giải phóng mặt bằng hiện nay đang có nhiều ách tắc, trong đó lớn nhất là liên quan đến vấn đề giá bồi thường. Nếu giá bồi thường không hợp lý hoặc quá thấp thì người dân không đồng tình, không ủng hộ, dẫn đến trường hợp khiếu nại, khiếu kiện và khi đó dự án sẽ kéo dài, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Dù hệ số K có điều chỉnh tăng so với trước, nhưng theo các chuyên gia, về lâu dài vẫn cần nghiên cứu và rà soát để xây dựng bảng giá đất tiệm cận với giá thị trường mà không cần đến hệ số K. Tại thành phố Đà Nẵng, nhiều shop house được giao bán cắt lỗ với giá từ 4 đến 5 tỷ đồng trên một căn đã hoàn thiện, thậm chí là giá còn thấp hơn khi mà dự án vừa mở bán, song vẫn trong tình trạng vắng khách mua. Từ khoảng năm 2015, tại thành phố Đà Nẵng, thị trường shop house được xem như con gà đẻ trứng vàng của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, sự phát triển quá nóng, không dựa vào thực tế, khiến phân khúc bất động sản này rơi vào tình cảnh cung vượt cầu. Tại những khu đô thị mới khắp các quận huyện ở Đà Nẵng, hàng loạt dãy shop house mọc lên, nhiều nhà đầu tư cả nước xuống tiền với hy vọng thu lại lợi nhuận cao. Tuy nhiên, từ cuối năm 2019, khi thị trường bất động sản nói chung, phân khúc shop house tại Đà Nẵng nói riêng rơi vào cảnh ảm đạm. Đến nay, nhiều dự án không có cư dân và các tiện ích khác để kết nối. Công trình xây xong lâu ngày không được vận hành sử dụng đã xuống cấp, nhếch nhác. Theo đánh giá của các chuyên gia bất động sản, loại hình shop house tại thành phố Đà Nẵng sẽ chưa thể phục hồi trong ít nhất từ 1 đến 2 năm tới. Việt Nam chi hơn 161 triệu đô la Mỹ để nhập khẩu ô tô trong nửa đầu tháng 3. Đây là thông tin vừa được Tổng cục Hải quan đưa ra trong báo cáo mới nhất về mặt hàng ô tô nhập khẩu. Dù vậy thì lượng xe nhập khẩu ghi nhận mức giảm nhẹ so với cùng kỳ của tháng trước. Cụ thể là trong nửa đầu tháng 3, Việt Nam đã hoàn thành nhập khẩu 7.285 ô tô nguyên chiếc các loại, giảm 9,4% so với cùng kỳ tháng trước. Trị giá của ô tô nhập khẩu trong giai đoạn này đạt tới 161 triệu đô la Mỹ, tính trung bình trị giá đơn chiếc của ô tô nhập khẩu trong giai đoạn nửa đầu tháng 3 đạt gần 22.159 đô la Mỹ trên một xe, tương đương hơn 522 triệu đồng trên một xe. Ngành mía đường Việt Nam được dự báo là sẽ lấy lại vị thế trong năm 2023 nhờ vào sự phục hồi của giá đường và biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại. Sau khi áp dụng biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu từ các nước ASEAN, lượng đường nhập khẩu vào Việt Nam đã giảm rõ rệt. Giá đường nhập khẩu kém cạnh tranh sau áp thuế sẽ thúc đẩy nhu cầu với đường sản xuất trong nước. Theo đà tăng của thế giới, giá đường nội địa Việt Nam diễn biến tăng trong năm 2022, cao hơn từ 8 đến 10% so với cùng kỳ. Đà tăng mạnh của giá đường trong những tháng đầu năm 2023 cũng đã mang lại triển vọng tích cực cho các doanh nghiệp mía đường. Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam,
diện tích trồng và sản lượng mía, sản lượng đường tại Việt Nam, niên vụ năm 2022-2023 có khả năng đều tăng. Dự kiến diện tích mía tăng 3%, trong khi sản lượng mía chế biến và sản lượng đường đều tăng trên 16%. Thưa quý vị, tại tỉnh Phú Yên, mùa khai thác cá cơm đã bắt đầu từ cuối tháng 2 cho đến nay. Ngư dân đang rất phấn khởi vì liên tục khai thác được sản lượng cao và với giá bán tốt. Theo các ngư dân, nhiều đêm cá cơm xuất hiện dày đặc vùng ven biển Phú Yên, mỗi tàu cá công suất từ 40 đến 60 cv, đánh được từ 60 đến 300 giỏ cá, mỗi giỏ cá nặng 20 kg, thậm chí là có tàu đánh bắt đến 500 giỏ một đêm, sản lượng đạt đến 10 tấn. Giá mỗi giỏ cá tươi được thương lái thu mua lại với ngư dân tại biển dao động từ 180.000 đồng đến 200.000 đồng. Với mức giá này thì sau khi trừ chi phí, mỗi đêm mỗi tàu cá thu nhập từ 10 triệu đến 60 triệu đồng, có thuyền thu được đến 100 triệu đồng một đêm. Năm nay, cá cơm xuất hiện sớm và tương đối nhiều hơn các năm trước. Cá được bán ngay tại chỗ để người dân chế biến nước mắm hoặc chế biến cá cơm khô tại địa phương. Vụ khai thác cá cơm sẽ kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch. Trong phần tiếp theo của chương trình, nhiều bệnh viện ở Hà Nội đứng trước nguy cơ thiếu thiết bị y tế, ảnh hưởng tới công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư mới, miễn đăng kiểm lần đầu đối với ô tô mới và giãn chu kỳ kiểm định với một số loại xe cơ giới. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác, đề phòng các cuộc gọi từ số lạ, đe dọa khóa thuê bao di động. Áp lực công việc lớn nhưng lương tháng cơ sở chỉ từ 3 đến 5 triệu đồng, phụ cấp chưa đến 1 triệu đồng là nguyên nhân khiến nhiều nhân viên y tế tuyến cơ sở lựa chọn nghỉ việc, tìm công việc mới. Bài toán giải quyết thiếu hụt nhân sự tại huyện, xã đang là một vấn đề nan giải với ngành. Nhìn hình ảnh này, ít ai biết chủ nhân từng là một y sĩ đa khoa 10 năm kinh nghiệm. Chị Ngọc Luận mới đây vẫn còn công tác tại trạm y tế xã. Nhưng với thâm niên 10 năm, mức lương chỉ tầm từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng, bao gồm cả phụ cấp, khiến chị không thể vừa gồng gánh theo nghề, vừa chăm lo cho gia đình. Với công việc buôn bán hiện tại, chị thấy hài lòng hơn. Do có con nhỏ thì không có ai chăm sóc, cho nên là phải hai vợ chồng cùng làm trong ngành, cho nên bắt buộc phải nghỉ một người lui về để chăm con. Trong cái thời gian dịch đó là có khó khăn, tại vì con thì phải gửi bà ngoại, mà vì con nó đi học online mà bà ngoại thì bà cũng không có gần bên đó nữa. Vì hai vợ chồng này đi chống dịch thì đi suốt, cho nên là bỏ con cái ở nhà, nói chung là nó khó lắm. Bán hàng tại nhà, bán hàng trên mạng, nói chung thì nó nhẹ hơn, với lại mình có thời gian chăm con nhiều hơn. Về nhà trồng sầu riêng là lựa chọn của bác sĩ chuyên khoa 1 Hồ Hoàng Sơn. Sau nhiều lần suy nghĩ, bác sĩ Sơn quyết định rời bỏ vị trí mình đã phấn đấu hơn 20 năm. Nguyên nhân chính là do thu nhập thấp. Hiện tại bác sĩ Sơn cho biết cuộc sống của mình thoải mái hơn về cả vật chất lẫn tinh thần. Lúc mà đi làm thì cái công việc nhà thì đâu làm được gì đâu. Nói chung tiền thì cũng về, hết tháng thì cũng hết tiền. Buộc mình phải làm chuyện khác. Vậy đây mình làm vườn, mình trồng cây đồ vậy thôi. Làm việc nhà hả? Việc nhà mình thì thu nhập phải hơn nhiều. Mới đây tại buổi làm việc với đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, lãnh đạo ngành y tế huyện Tháp 10 cho biết một trong những khó khăn của địa phương là đã có 8 nhân viên y tế cơ sở và 20 nhân viên y tế khóm ấp xin nghỉ việc. Phải nói rằng trước cái tình trạng và nếu duy trì và phát sinh tình trạng nghỉ việc như này thì tôi rất là lo cái chuyện là cái nhiệm vụ của đơn vị thực hiện sẽ không được tốt, do đó phải tìm cái nguyên nhân, lý do nào để chúng tôi có những cái biện pháp đề xuất cấp trên, nhất là về vấn đề chế độ lương bổng, về động viên khích lệ, làm sao để cho cái ổn định cái đội ngũ thực hiện cái nhiệm vụ, đảm bảo yên tâm công tác, đảm bảo nhiệm vụ để thực hiện tốt cái nhiệm vụ là bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong cái thời gian tới. Nhân viên y tế cơ sở có kinh nghiệm xin nghỉ việc, các địa phương sẽ phải mất nhiều thời gian để tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện lại một thế hệ nhân viên mới. Trong thời gian đó, chất lượng khám chữa bệnh có nguy cơ bị sụt giảm. Người bệnh ở các địa phương cách xa tuyến tỉnh sẽ là đối tượng bị thiệt thòi nhiều nhất. Liên quan đến việc khó khăn trong việc mua sắm trang thiết bị y tế, một số bệnh viện ở Hà Nội đang triển khai nâng cấp, xây dựng và mở rộng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế.
Hiện trên địa bàn Hà Nội có 5 dự án bệnh viện nâng cấp, xây dựng và mở rộng gồm Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín, Nhi Hà Nội giai đoạn 1, Đa khoa Hà Đông, Đa khoa huyện Ba Vì và Đa khoa Sơn Tây cũng đứng trước nguy cơ chậm đưa vào sử dụng. Nguyên nhân là do chủ đầu tư lúng túng trong việc tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị y tế, vướng mắc từ khâu lập danh mục cấu hình thiết bị y tế, thậm chí là có những thiết bị không có trong danh mục niêm yết trên cổng thông tin của Bộ Y tế. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng với Công an các huyện, thành phố đã đồng loạt kiểm tra hành chính 16 phòng giao dịch của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88, gọi tắt là Công ty F88, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện một số phòng giao dịch của Công ty F88 có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật như hoạt động cầm đồ khi chưa được cấp giấy phép đủ điều kiện về an ninh, trật tự, không bảo quản tài sản cầm cố, chưa thực hiện đầy đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy. Hiện nay, công an các địa phương trong tỉnh Đồng Tháp đang tập trung hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định đối với những phòng giao dịch của Công ty F88 có hành vi vi phạm pháp luật. Từ ngày 22 tháng 3, chính thức miễn kiểm định lần đầu, giãn chu kỳ kiểm định với một số loại xe cơ giới. Đây là quy định mới có hiệu lực thi hành tại Thông tư 02 năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16 năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải về kiểm định chất lượng xe ô tô. Cụ thể, miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng và có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định là dưới 2 năm, năm sản xuất cộng 1 năm và có đủ hồ sơ hợp lệ, được cấp tem và giấy chứng nhận tại các trung tâm đăng kiểm mà không phải mang xe đến để trình diện. Điều chỉnh chu kỳ kiểm định đối với một số loại xe cơ giới được kéo dài hơn, tùy loại ô tô và thời gian sản xuất mà có thời hạn kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Trong bối cảnh các trung tâm đăng kiểm không đáp ứng được nhu cầu kiểm định như hiện nay, thông tư mới này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, giảm chi phí xã hội. Theo tính toán, số xe được giãn chu kỳ kiểm định theo thông tư mới là hơn 3 triệu xe. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức ban hành quyết định về việc đóng tạm thời cảng hàng không Điện Biên. Theo quyết định này, cảng hàng không Điện Biên chính thức tạm đóng cửa từ ngày 15 tháng 4 năm 2023 đến ngày 17 tháng 12 năm 2023 nhằm triển khai thực hiện các hạng mục của dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng. Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên là dự án nhóm B, công trình giao thông cấp 1, với tổng mức đầu tư là hơn 1.467 tỷ đồng từ nguồn vốn của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam. Riêng công tác giải phóng mặt bằng với tổng mức đầu tư 1.555 tỷ đồng được đảm bảo từ nguồn ngân sách của tỉnh Điện Biên. Thưa quý vị, lượng tiêu thụ thép đã giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm nay do chịu tác động tiêu cực từ thị trường bất động sản. Thông tin chi tiết sẽ có trong phần cụm tin mà chúng tôi vừa tổng hợp. Theo thống kê, 2 tháng đầu năm 2023, tiêu thụ thép thành phẩm đạt 3,8 triệu tấn, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân do thị trường bất động sản trong nước trầm lắng, đơn hàng xuất khẩu cũng vắng vẻ. Theo Hiệp hội Thép, nguyên liệu đầu vào là yếu tố rủi ro mà doanh nghiệp ngành thép phải đối mặt trong năm 2023. Đầu tháng 3, giá than mỡ luyện cốc, thép phế liệu, than điện cực đều tăng cao so với tháng 2. Điều này khiến các doanh nghiệp thép phải có động thái tăng giá sản phẩm để bù lỗ. Còn trên thị trường hàng không và du lịch, dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay được nghỉ dài ngày, nhiều người chọn đi du lịch trong nước và nước ngoài, nên các tour du lịch hầu như đã kín chỗ, dù giá tăng. Giá vé máy bay nhiều chặng nội địa cũng vì thế mà tăng cao. Điểm khởi hành từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tới các điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Đà Lạt, Huế, Đà Nẵng, Côn Đảo, Nha Trang có mức giá vé khứ hồi trong thời gian từ 28 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5 dao động từ 3 đến 5,5 triệu đồng, bao gồm thuế phí. Có chặng cao điểm tới hơn 7 triệu đồng một chuyến khứ hồi. Giá vé các chặng bay quốc tế cũng tăng gấp đôi, gấp 3 so với ngày thường. Sau ngày 31 tháng 3, thuê bao di động có thông tin chưa chuẩn, không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bị khóa, thậm chí bị dừng hợp đồng nếu không chuẩn hóa thông tin. Để tránh bị các đối tượng lừa đảo, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác đề phòng các cuộc gọi từ số lạ, dọa khóa thuê bao. Ngoài ra, nếu nhận được các tin nhắn giả danh các nhà mạng, người dân không ấn vào đường link yêu cầu cập nhật thông tin. Người dân có thể chủ động kiểm tra lại thông tin thuê bao đã chính chủ hay chưa theo cú pháp TTTB gửi 1414 áp dụng cho tất cả các nhà mạng.
Thưa quý vị, người dân Việt dành hơn 6 giờ mỗi ngày để sử dụng điện thoại thông minh. Đây là thông tin được dịch vụ nghiên cứu thị trường QNB công bố trong báo cáo ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam 2023. Theo báo cáo, người Việt Nam dành khoảng 6,2 giờ một ngày cho việc sử dụng điện thoại thông minh. Trung bình mỗi người Việt sẽ sử dụng 20,5 ứng dụng trong một tuần, trong đó 2/3 thời gian được sử dụng cho các ứng dụng mạng xã hội và nhắn tin. Cụ thể, có 6 cái tên xuất hiện trong top 10 ứng dụng di động phổ biến nhất đều là các ứng dụng quen thuộc như Facebook, Messenger, Zalo, TikTok, YouTube, Instagram. Báo cáo của QNME còn ghi nhận 75% số người dùng điện thoại thông minh sử dụng ứng dụng thanh toán di động hoặc ứng dụng ngân hàng trực tuyến. Điều này cho thấy trong vài năm gần đây, thói quen quản lý tài chính và thanh toán của người Việt đã thay đổi đáng kể. Hầu hết người Việt chuộng xu hướng thanh toán không tiền mặt và các giải pháp đầu tư tích lũy trên các ứng dụng di động. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi các đơn vị trực thuộc và các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố yêu cầu rà soát, chấn chỉnh hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, trải nghiệm, hướng nghiệp ngoài giờ lên lớp. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa phải đảm bảo tính thiết thực gắn với mục tiêu, nội dung giáo dục cụ thể phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông. Các nhà trường cần chú trọng công tác an toàn, hiệu quả trong quá trình tổ chức, trong đó cần hạn chế tổ chức toàn trường, nhiều khối hoặc quá đông học sinh trong cùng một thời điểm. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các trường không tổ chức những hoạt động phối hợp học tập trải nghiệm và du lịch trong thời gian ngắn. Hoạt động học tập được tổ chức chưa đủ và đúng, không đảm bảo được chuẩn kiến thức kỹ năng cơ bản dành cho học sinh trong từng môn học. Đặc biệt, không tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Việt Nam là một trong những quốc gia có tiềm năng lớn để phát triển du lịch bởi những thuận lợi về vị trí địa lý, khí hậu và điều kiện tự nhiên tạo nên cảnh quan hùng vĩ. Việt Nam cũng có nhiều điểm đến hấp dẫn cùng những di sản thiên nhiên và văn hóa được UNESCO công nhận và xếp hạng. Đây chính là những vốn quý để thu hút và hấp dẫn khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế. Tuy nhiên thì ngành công nghiệp không khói của nước ta vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức bởi sự cạnh tranh của các quốc gia khác và cả những rào cản chưa được giải quyết. Vậy rào cản đó là gì và làm thế nào để du lịch Việt Nam trở nên thu hút và hấp dẫn hơn trong mắt du khách quốc tế? Phóng sự sau đây sẽ phần nào giải đáp được vấn đề này. Từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, Việt Nam đã chính thức mở cửa hoàn toàn cho du lịch quốc tế và nội địa. Việc mở cửa du lịch sớm là quyết định đúng đắn, kịp thời để ngành du lịch Việt Nam sớm phục hồi. Năm 2022, lượng khách du lịch nội địa đạt 101 triệu lượt, tăng hơn gấp rưỡi so với mục tiêu đặt ra là 60 triệu lượt khách. Dù được Tổ chức Du lịch Thế giới đánh giá là quốc gia có chính sách mở cửa cởi mở nhất thế giới, nhưng năm 2022, Việt Nam mới chỉ đón được 3,5 triệu lượt khách quốc tế, trong khi chỉ tiêu đặt ra là 5 triệu lượt khách. Theo các doanh nghiệp lữ hành, nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng này nằm ở vấn đề thị thực. Cái rào cản lớn nhất ở đây chính là cái chính sách visa. Thì chúng ta chỉ nhìn bên cạnh quốc gia bên cạnh chúng ta như Thái Lan, như Singapore, thì chúng ta thấy rằng ví dụ như Thái Lan mở cửa sau Việt Nam chúng ta, nhưng năm ngoái đã đón gần 30 triệu lượt. Rồi sau đấy đến Singapore, rồi đến Malaysia. Cái chính sách visa người ta miễn lên đến gần 200 các quốc gia. Có nghĩa rằng là chính sách nó thông thoáng mở cửa và không phải làm gì. Trong khi đó hiện nay Việt Nam chúng ta mới đang áp dụng đâu đó là đơn phương cộng song phương mới đâu đó khoảng 20 quốc gia. Thì con số đấy nó quá ít rồi. Thực ra những cái khách quốc tế mà ở những cái quốc gia có thu nhập cao như châu Âu và một số nước, khi người ta đã sang Việt Nam thì thậm chí người ta phải đi không phải 15 ngày mà thậm chí đi đến 20 ngày rồi liên quan đến rồi có thể đi cả tháng. Chính sách visa của Việt Nam cũng được các du khách nhắc tới khá nhiều. Đây được đánh giá là điểm yếu của Việt Nam khiến du lịch mất đi nguồn thu với khách quốc tế. Hiện nay, thời gian miễn thị thực phổ biến nhất của Việt Nam là 15 ngày, ngắn hơn nhiều so với các nước trong khu vực ASEAN, thường là từ 30 đến 45 ngày trở lên. Thậm chí, một số nước đã tăng thời hạn miễn thị thực lên 90 ngày để thu hút khách quốc tế. Bên cạnh đó, Việt Nam mới chỉ miễn thị thực cho 24 quốc gia theo hình thức đơn phương và song phương. Thị thực điện tử cấp cho 80 quốc gia nhưng bị giới hạn số cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh. Trong khi một số nước như Malaysia, Singapore miễn thị thực cho 162 quốc gia, Thái Lan là 65 quốc gia. Như vậy, chính sách visa của Việt Nam đang có những bất lợi. Nếu chúng ta không điều chỉnh kịp thời, linh hoạt thì sẽ bị đuối sức trong cuộc cạnh tranh về du lịch với các quốc gia láng giềng.
Chính sách visa thì tại thời điểm này và đặc biệt là đặt trong cả các cái cạnh tranh với các cái thị trường khác trong khu vực thì cũng là một cái vấn đề quan trọng. Tuy nhiên để cùng với chính sách visa thì chúng ta cũng sẽ phải giải quyết thêm cả các cái hệ thống khác nữa, cả từ các cái chính sách về thu hút đầu tư, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là cả vấn đề tuyên truyền quảng bá hỗ trợ doanh nghiệp trong việc mà xúc tiến các sản phẩm trong nước và quốc tế. Đồng thời với đó thì cũng đã tập trung tạo ra các cái sản phẩm mới và hy vọng là các cái sản phẩm của chúng ta thực sự là thu hút với du khách, không chỉ là các cái điểm đến được nâng cao chất lượng, tăng các cái trải nghiệm tại các điểm đến mà các cái giá trị di sản văn hóa, các giá trị về ẩm thực và các cái thuận lợi trong triển khai các tour tuyến. Rõ ràng, việc giải quyết được những nút thắt về chính sách visa sẽ góp phần đóng góp rất lớn vào việc thay đổi diện mạo của du lịch Việt Nam. Bên cạnh đó, việc chú trọng phát triển du lịch theo hướng xây dựng sản phẩm đặc sắc gắn với dịch vụ chuyên nghiệp, thủ tục thuận tiện, giá cả cạnh tranh, điểm đến an toàn, thân thiện sẽ góp phần tạo dấu ấn sâu đậm trong mắt du khách quốc tế, hướng đến sự phát triển bền vững. Vâng. Visa chỉ là một rào cản trong số những vấn đề mà du lịch Việt Nam phải đối mặt để có thể thu hút và giữ chân du khách quốc tế trong tình hình mới. Vì thế mà năm 2023 vẫn được dự báo là năm nhiều khó khăn, thách thức hơn cho nền kinh tế nói chung và du lịch nói riêng. Dù vậy thì với quyết tâm vượt khó, ngành du lịch vẫn đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt du khách quốc tế, 102 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch khoảng là 650.000 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này thì chính phủ sẽ cùng đồng hành từng bước gỡ khó cho ngành, đưa du lịch khởi sắc trở lại từ nay đến cuối năm. Đưa ra các giải pháp phát triển du lịch trong tình hình mới, chính phủ khẳng định cần phát triển du lịch gắn với công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí. Du lịch không thể phát triển một mình. Du lịch không thể phát triển mạnh nếu công nghiệp văn hóa không phát triển mạnh, bền vững. Các bộ, ngành, doanh nghiệp, hiệp hội, người dân phải chung tay phát triển du lịch, tìm ra hướng đi phù hợp trên cơ sở điều kiện, hoàn cảnh đặc thù của đất nước một cách linh hoạt. Trong đó trọng tâm là cơ cấu lại thị trường du lịch, thúc đẩy liên kết giữa ngành du lịch với các ngành khác trong chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam gắn với phát triển xanh, bền vững. Chính phủ dự kiến ban hành một nghị quyết để tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch như đã làm với bất động sản, đồng thời triển khai các công việc thuộc thẩm quyền. Nếu vượt thẩm quyền thì đề xuất, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Hy vọng là với sự vào cuộc và đồng hành của chính phủ, thì ngành du lịch Việt Nam sẽ có bước phát triển mạnh hơn trong năm nay. Còn bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý khác. Sau quyết định giảm các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng thương mại đã nhanh chóng thay đổi biểu lãi suất. Điều này thì được kỳ vọng sẽ giúp nhu cầu vay vốn khởi sắc trở lại trong thời gian tới. Cụ thể đi đầu là 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước là Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV đã giảm thêm 0,2% trên năm với kỳ hạn là 12 tháng. Ngay cả các ngân hàng thương mại nhỏ hơn như Ngân hàng Việt Á, NCB, Bản Việt thường có mức lãi suất cao, cũng đã giảm lãi tiền gửi từ 0,1 đến 0,6% trên năm tùy kỳ hạn. Khi mặt bằng lãi suất được kéo dần xuống thì lãi suất cho vay sẽ hạ theo, như vậy sẽ đạt được mục đích để phục hồi kinh tế, kích thích nhu cầu vay vốn khởi sắc trở lại. Giảm lãi suất huy động được xem là cơ sở quan trọng để các ngân hàng thương mại có thể giảm chi phí, hướng tới giảm lãi suất cho vay. Thực tế các chương trình ưu đãi vốn vay được các ngân hàng thương mại triển khai có ý nghĩa thiết thực giúp người dân doanh nghiệp sớm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là ở các lĩnh vực ưu tiên như xuất nhập khẩu, nông nghiệp, nông thôn. Với hệ số điều chỉnh giá đất, hệ số K đã công bố áp dụng từ ngày 18 tháng 3 năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng giúp quá trình giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn trở nên thuận lợi hơn. Theo đó, mức điều chỉnh cao nhất với đất ở là gấp 25 lần, còn với đất nông nghiệp là gấp 38 lần so với bảng giá đất nhà nước ban hành. Việc điều chỉnh hệ số K được cho là có lợi cho người dân có đất bị thu hồi, phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế xã hội. Công tác giải phóng mặt bằng hiện nay đang có nhiều ách tắc, trong đó lớn nhất là liên quan đến vấn đề giá bồi thường. Nếu giá bồi thường không hợp lý hoặc quá thấp thì người dân không đồng tình, không ủng hộ, dẫn đến trường hợp khiếu nại, khiếu kiện và khi đó dự án sẽ kéo dài, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Dù hệ số K có điều chỉnh tăng so với trước, nhưng theo các chuyên gia, về lâu dài vẫn cần nghiên cứu và rà soát để xây dựng bảng giá đất tiệm cận với giá thị trường mà không cần đến hệ số K. Tại thành phố Đà Nẵng, nhiều shop house được giao bán cắt lỗ với giá từ 4 đến 5 tỷ đồng trên một căn đã hoàn thiện, thậm chí là giá còn thấp hơn khi mà dự án vừa mở bán, song vẫn trong tình trạng vắng khách mua. Từ khoảng năm 2015, tại thành phố Đà Nẵng, thị trường shop house được xem như con gà đẻ trứng vàng của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, sự phát triển quá nóng, không dựa vào thực tế, khiến phân khúc bất động sản này rơi vào tình cảnh cung vượt cầu.
tại những khu đô thị mới khắp các quận huyện ở Đà Nẵng, hàng loạt dãy shop house mọc lên, nhiều nhà đầu tư cả nước xuống tiền với hy vọng thu lại lợi nhuận cao. Tuy nhiên, từ cuối năm 2019, khi thị trường bất động sản nói chung, phân khúc shop house tại Đà Nẵng nói riêng rơi vào cảnh ảm đạm. Đến nay, nhiều dự án không có cư dân và các tiện ích khác để kết nối. Công trình xây xong lâu ngày không được vận hành sử dụng đã xuống cấp, nhếch nhác. Theo đánh giá của các chuyên gia bất động sản, loại hình shop house tại thành phố Đà Nẵng sẽ chưa thể phục hồi trong ít nhất từ 1 đến 2 năm tới. Việt Nam chi hơn 161 triệu đô la Mỹ để nhập khẩu ô tô trong nửa đầu tháng 3. Đây là thông tin vừa được Tổng cục Hải quan đưa ra trong báo cáo mới nhất về mặt hàng ô tô nhập khẩu. Dù vậy thì lượng xe nhập khẩu ghi nhận mức giảm nhẹ so với cùng kỳ của tháng trước. Cụ thể là trong nửa đầu tháng 3, Việt Nam đã hoàn thành nhập khẩu 7.285 ô tô nguyên chiếc các loại, giảm 9,4% so với cùng kỳ tháng trước. Trị giá của ô tô nhập khẩu trong giai đoạn này đạt tới 161 triệu đô la Mỹ. Tính trung bình trị giá đơn chiếc của ô tô nhập khẩu trong giai đoạn nửa đầu tháng 3 đạt gần 22.159 đô la Mỹ trên một xe, tương đương hơn 522 triệu đồng trên một xe.